chưa đâu. Gần tới rồi. Cho những người đã khuất. Ngồi xuống đi con. Dạ. Đó, con nhìn đi. Đảo khác đó. Sao xa vậy chú? Xa gì? Tới đó mấy hồi, trực nhìn ngó thấy bàn thang ba hòn đảo ré nằm ngang xa kỳ. Ủa, mà sao lại ba hòn vậy chú Tư? Chú nói gì mà con không hiểu gì hết trơn à? Nè, đảo lớn, đảo nhỏ, và ở hướng đông còn có hòn Mù Cung. Những ngày trời trong, nhìn hòn đảo giống như là một chiến hạm canh giữ cửa biển Sa Kỳ. Chú thì nghĩ như vậy, còn con mình nó nói giống như một con rùa vừa ngồi lên mặt nước để lấy hơi. Còn thằng hay hơn thì đó, năm ngọn núi đó, con thấy không? Hới Lơi, Giếng Tiên, Hòn Dung, Hòn Sỏi, Hòn Tai. Nó như năm ngón tay trên một bàn tay đưa lên dãy gọi. Dãy gọi? Nó cũng có lý khi nghĩ như vậy. Dạ. Con có thấy tảng đá đứng nơi mỏm núi đó không? Dạ, con thấy. Dòng thu đó, họ đứng đó để chờ. Chờ những người ra đi xác lập chủ quyền, canh giữ lãnh hải. Và những người như hồi nãy, chú vừa rót chén rượu để cúng. Chú Tư nè, đảo đó có tên, sao còn mang theo cái đảo khác vậy chú Tư? Như con người, đảo cũng có biệt danh. Con dê có bầu, chú đã xớt cho miếng nước uống rồi. Còn bầy dê, cả đêm qua nó khát, kêu la dậy trời.
Với cặp tôm này là chú cháu mình đủ sở hụi xăng dầu rồi đó nghe ai hên. Có nó đi á là bảo đảm mình khỏi sợ bị lỗ hết chú Tám. Có tình hình mà còn là thứ hai nữa. Bởi vậy về còn sớm, mình ráng tới đạn Trăng Khuyết đi chú Tám. Ý hai vậy mấy đứa bay thấy sao? Trăng Khuyết hả? Mực nước khá sâu, có thể bắt được kình ngư. Không ai xuống đáy biển là để bắt cá bé. Nơi mô có kình ngư thì mình cứ đi thôi. Anh Tám cái nóc nó trúng phóc. Một nhát đâm kiếm gần 10 triệu, mắc mớ gì không đi. Nhưng mà anh em gặp cá nóc đừng có đâm ngang. Yên tâm đi, gặp cá lẹp ốm nhách như mày tao cũng không thèm đâm đâu ba Lem. Mình đi thôi chú Tám. Ba Lem nè, Tâm Thà, hai đứa đừng có ỷ sức mình, ham tiền lao theo dòng cá là có ngày á. Dạ. Dạ, con biết mà chú Tám. Chắc tụi bay có người đẩy để lấy đà. Hỏi con. Ừ, người nào tới trước thì thắng, đứa nào mà nửa chừng lộn mèo thì thua. Được rồi, đếm đi. Tao đếm nha. 1, 2, 3, đi. Tụi bay thua rồi. Mệnh. Thằng ai chạy chậm mất phần đấy chị lại đây. Có chừng té kìa. Chị ơi chị em đi té quá à. Chị ơi chị em. Từ từ, từng bước một. Mày là con trai, vậy mà không biết nhường cho con gái. Quê chưa, con trai mà không biết nhường cho con gái kìa. Đứa nào cũng có phần hết đó. Xô đẩy mà đổ là khỏi uống luôn. Khoan, có chân đừng có dại mà uống. Đưa cho em cái gáo. Chi? Nước này á chị mua về cho dê uống đúng không? Phải. Rồi sao? Dê uống được thì người cũng uống được. Trời ơi, dân đảo khác mà không xài nước quan vậy hả? Trả tôi cái gáo. Bữa nay cha con cũng về tới đó má. Con nhớ con này không? Ngồi buồn tước lạc bẻ cò, dù thương cho mấy giả đò không thương. À, ý má nói tình cảnh cha con với mụ Năm đúng không? Thương chi, thương dại, thương khờ, trong nhà không khóc, ra bụi bờ khóc than.
bay thiệt. Má nè, bữa hổm con nghe mụ Năm với cha con nói bay rịnh. Không phải, vô tình con nghe mụ Năm nói với cha con vậy nè: anh thương em, đừng cho ai biết, đừng cho ai hay, đừng cho ai biểu, đừng cho ai bày. Thầm thầm, dịu dịu, càng ngày càng thương. Cái cha con nói sao má biết không? Nước mía trong họ nấu lọc thành đường. Anh thương em thì anh biết, chớ thói thường biết đâu. Nói vậy thôi chứ cái tình của cha con với mụ Năm có ai mà không biết. Mùa bão năm đó, đảo mình gánh chịu thật nhiều tang thương. Mặc dù tang chồng còn nặng trên tóc, nhưng nghe tiếng khóc khát sữa của con, rồi hiểu cái khó của người đàn ông đêm hôm không thể gõ cửa xin cho con bú. Mụ Năm đã bồng con gõ cửa từng nhà xin cho con bú thép, cảnh gà trống nuôi con. Nghĩ thiệt tội. Mới đây mà đã 17 năm rồi. Hồi đó con cũng được má cho bú thép nữa, phải không má? Hồi đó má định bắt nó cai sữa, nhưng ba thằng hai ổng cưng nó, xin cho nó bú tới 2 tuổi nên má mới còn sữa cho con bú. Vậy là con với anh hai được uống chung dòng sữa hả má? Ừ. Cái thằng được cái nó cũng biết nhường. Nhờ con mà má mới bắt nó cai được sữa. Bởi vậy má chỉ mong mai này hai đứa thương nhau như hai anh em ruột thịt hả má? Má, mà anh hai đi chắc cũng gần nửa con trăng rồi hả má? Cái hang này tên là hang cây cướp. Coi vậy chứ hiền khô à. Dữ như sóng gió mùa giông bão á, gặp nó cũng phải dừng bước thôi. Chú coi kìa, dừng bước nhưng nó vẫn để lại dấu tích trên vách đá. Ước chừng ông Tư sắp về tới rồi đó. Đừng phá nữa, lẹ chân lên đi Tèo. Dạ. Tháng này còn vô được đảo, chứ mùa mưa bão là vô phương nghe con.
Nhưng mà không sao, mưa bão thì dư nước để xài, khỏi phải lo khác. Được cái này thì mất cái kia, phải không con? Dạ. Ủa, sao kỳ lạ vậy kìa? Giờ này mà sao mụ năm chưa ra đón mình ta? Đi con. Dạ. À, ông Tư. Ông Tư về rồi kìa. Tèo đó hả? Dạ. Vậy còn mụ năm đâu rồi? Tôi đây nè. Ông khỏe không? Khỏe. Tôi biết thế nào bữa nay ông cũng về tới. Mà bộ vô đất liền vui lắm, hèn sao giờ mới về. Bởi vậy mụ mới trông đứng trông ngồi phải không? Ai thèm trông đợi ông. Nước từ trong đất liền, uống đi. Giới thiệu với mụ, đây cháu Văn, còn đây mụ Năm. Dạ. Nhân viên duy nhất của trạm xá mình đó. Đám con đít ở cái đảo khác này đứa nào cũng được mụ cắt rốn hết á. Dạ. Con chào mụ Đâm. Không chỉ đám giặc đó đâu chú, thi thoảng tôi còn cắt rốn cho cho bò con rồi dê con nữa. Thôi bây giờ tranh thủ chất đồ lên xe nè, thuốc với dụng cụ y tế quý dữ lắm nha, nhẹ nhẹ tay thôi nha mụ. Tôi biết mà. Chú là bác sĩ hả? Cái thằng mày không thấy chú mang cái túi có dấu thập sao mày hỏi mày? Chứ bay nghĩ mấy bữa nay ông Tư cất công vô đất liền á để đón ai? Tôi cũng định đón ai đó về lo cho cái thân già này. Nhưng... Ủa? Nhưng mà sao chú Tư? Sợ có người ghen. Chú ra đây tính chừng nào về đất liền? Vô duyên. Sao mụ nói tôi vô duyên? Tôi nói thằng Tèo hỏi câu vô duyên. Chứ ông á, nói chuyện có duyên dữ. Ai thèm ghen. Chú, để con mang phụ cái túi đó luôn cho. Nè con. Dạ. Nè con. Cẩn thận. Cẩn thận á. Mụ để tôi. Bác sĩ về rồi bà con ơi. Bác sĩ về rồi. Có bác sĩ thiệt á ông Tư? Chú chào con. Có quà cho tụi con không ông Tư? Có quà chứ. Đây nè.
kẹo gương. Tèo đâu? Dạ có con. Đây 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 nữa này. Lớn nhỏ gì chia cho đều nha. Dạ. Đây. Dạ. Ôi bà con ơi. Dạ chú Tân. Con về tới rồi. Nè, chú nói đi 2-3 bữa mà chú đi gần tới 1 tuần. Bà con mấy bữa nay, nhất là mụ Năm nè, trông đứng trông ngồi. Tôi trông hồi nào vô duyên. Mới về hả anh Tư? Ừ. Mấy hôm nay khỏe hả Tâm Ngực? Dạ, mấy nay em vẫn khỏe. Làng mình đã có bác sĩ, mai bà con ra khám nha. Bà con nghe đây, bắt đầu từ ngày mai, thấy bà con nào cảm thấy mình có bệnh, bệnh nặng, bệnh nhẹ hay bệnh vừa vừa, mời bà con ra trạm xá để khám. Bởi vì làng mình đã có bác sĩ. Nhiệt liệt chào mừng bác sĩ cho bà con. Bác sĩ đẹp trai quá, bác sĩ tên gì? Dạ con tên là Văn ạ. Con xin chào các dì, các chị. Dạ con chào ngoại. Trời, bác sĩ nói chuyện dễ thương hết biết à. Vậy còn không có bệnh, có được đi khám không anh Tư? Năm Trích hả? Bà con nhìn Năm Trích đi, vậy không bệnh mới là lạ. Ủa bà con coi nè, tôi đẹp vậy mà ông xã trưởng ông nói tôi Tôi mốt này nói vậy không đúng sao Năm Trích. Như bay á, đúng cảnh dương là đẻ. Năm một là miết nè. Ra trạm xá đi, mụ Năm khám cho bay. Thôi giờ có bác sĩ rồi, tôi không chịu mụ Năm khám nữa đâu. Chị, bác sĩ thành phố có khác hả? Trắng tươi à? Ờ, đẹp trai hết biết vậy à. Thôi, mình đi nha con. Dạ. Đó bác sĩ về là vui rồi ha. Các con đi chơi đi. Đi chơi nha. Đi nha. Nhớ ngày mai ra chăm sóc khám bệnh nha. Dạ. Dạ con chào cái gì. Dãy này á là phòng của bệnh nhân, còn đây á là phòng khám, dưới kia là phòng ở, còn ở dưới nữa là bếp. Cơm nước hàng ngày á thì con khỏi lo, có mụ Năm đây. Tôi nói vậy phải không mụ? Ông nói gì cũng đúng hết trơn á. Tính mụ vậy đó, vui buồn thất thường như biển mùa giông bão mà. Dạ. Tèo. Dạ. Tiếp ông một tay con. Dạ. Ông khỏi lo đi, ông dặn gì á, tôi với con Mịnh chuẩn bị mấy bữa nay hết trơn rồi.
chưa? Ông Táo sao mới quá vậy? Thì mới mua. Phải làm cho ông Táo ấm khói. Chi? Bếp thì phải lúc nào cũng có khói. Con vậy mới, mới là cuộc sống. Mụ hiểu không? Có vậy á, người ta mới đỡ nhớ nhà, nhớ thành phố. Mụ cô bắt nồi cơm đi. Có lẽ giờ này chú bác sĩ đói rồi đó. Tôi biết rồi, ông khỏi nhắc. Hay là tôi dọn cơm, ông ăn với chú Văn luôn nha. Chẳng lẽ mụ để người ta ăn cơm một mình sao? Cả mụ nữa, ăn chung với tụi tôi cho vui. Chú, hồi nào giờ con mới thấy câu khẩu hiệu này? Ngộ quá chú Tư. À, còn cái máy siêu âm này sao con tìm hoài mà không thấy ổ điện? Những người làm chương trình đóng góp cho biển đảo, họ nghĩ đảo nào cũng có điện, nên nó đành phải nằm kho từ lúc mới về đây. Họ quên là đảo này vẫn còn phải xài đèn dầu. Nhưng mà có máy có điện mà không có bác sĩ cũng quầy trớt à. Giờ cũng xuống rửa mặt rồi cơm nước. Ý, còn sớm mà chú Tư. Để con sắp xếp cất mấy cái thùng thuốc đây đã. Rửa mặt cho khỏe rồi hãy làm. Đi. Dạ. Nước trong lu đó con. Dạ. Cơm chín mụ cứ dọn ra. Nhưng người thành phố họ không quen ăn giờ này đâu. Bỉnh à, tới đi con. Dạ. Có chuyện gì không chú Bảy? Con dê có bầu, nó đau từ sáng tới giờ. Chạy kêu mụ Năm đi con. Dạ. Con rồi. Con gọi gì nãy giờ sao gì không nghe? Tôi cũng đau muốn chết đây nè. Ý trời, anh là ai vậy? Tôi là Văn. Văn là ai? Cô biết chú Tư Mốt không? Nhưng sao chú Tư mới đưa tôi về đây? Vậy anh là bác sĩ mới về phải không? Ừ. Nãy giờ anh thấy dì Năm đâu không? Dì Năm vừa về nhà rồi.
Bà con tìm gì Năm làm gì gấp gáp dữ vậy? Con về mẹ. Mà thôi, tôi phải đi tìm dì Năm. Nè cô, con dê mẹ bị sao vậy? Nó không đẻ được. Mà thôi, tôi phải đi tìm dì Năm. Mà nè, con dê mẹ đang ở đâu? Dê thì ở chuồng, chứ không lẽ... Như chuồng dê ở đâu vậy cô? Lạ thì... Dê ở chuồng thì có gì là lạ. Còn chuồng dê ở đâu á thì phải hỏi Tèo nè.